Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Tài chính tỉnh thức của FCI. Mình là Đức Nguyễn. Xin chào cả nhà. Thì đợt vừa rồi Đức có gửi cho mọi người một cái email qua Substack. Cái chủ đề mà Đức có đề cập tới mọi người đó là thuận buồm xuôi gió hay là bơi ngược dòng nước. Thì trong đó Đức cũng có nhắc tới là đôi khi là trong tài chính mà nhất là trong đầu tư á, thì cái vấn đề là mình nhìn ra được cái xu hướng nó đang như thế nào để mình bám theo xu hướng, nó sẽ là cái điều tốt hơn rất là nhiều so với cái việc là mình cố gắng vùng vẫy để mình đi ngược lại cái chuyện đó, để mà đôi khi mình cũng có thể kiếm được đó, nhưng mà cái gọi là cái rủi ro mà mình bỏ ra nó thực sự nó không có đáng có. Và cái công sức cũng giống như là mình sẽ dễ đối mặt với lại những cái căng thẳng stress. Thì câu chuyện đó là khi mà để mà mình nhìn được những cái xu hướng như vậy, ví dụ như mọi người để ý là ngay từ đầu năm, thực ra Đức cũng là dân xuất phát từ chứng khoán, nhưng mà ngay từ đầu năm cái buổi mà nhận định về tình hình tài chính năm nay đó, thì có nhiều bạn theo dõi thì mới nói là tại sao Đức với anh Chí là có một cái gì đó nó hơi negative về chứng khoán của năm nay. Và Đức cũng nói là năm nay chứng khoán thì đối với Đức thì Đức sẽ đứng ngoài. Rồi sau đó thì cái hai anh em tổng hợp 6 tháng vừa qua cộng với lại cái nhận định về cuối năm thì Đức cũng nói là nhiều lắm thì VN Index nó chỉ được xoay quanh cái mức 1.200, 1.300. Cho nên là Đức thấy là nếu mà mình tham gia chứng khoán cái đợt đó thì chuyện là cái cửa để mà mình đi lên đó, nó còn rất ít, nhưng mà cái cửa mà đi xuống đó, thì nó nhiều quá. Như vậy thì gọi là cửa lên nó vẫn có, nhưng mà so với là cái mà khi mà mình đầu tư đó thì hay người ta hay dùng cái từ là cái phần thưởng và cái rủi ro. Đôi khi nó có phần thưởng nhưng mà mình thấy là cái rủi ro nó lớn hơn, mà mình thấy là cái khi mình có được cái phần thưởng đó thật sự nó không có đáng với cái rủi ro đó. Ví dụ cái rủi ro của mình chấp nhận là mình mất, ví dụ khi mình mất 5%, nhưng mà khi mình được thưởng thì mình phải được thưởng ít nhất là gấp 3, gấp 4 lần như vậy. Thì đối với mỗi người cái số này nó khác nhau, nhưng mà ví dụ như mà khi mình đứng trước một cái tình huống mình betting một cái trận là tối hôm nay một cái trận đấu bóng đá đi, mà mình chọn một đội nào đó, vậy thì cái khi mình ăn á, mình ăn được có 0.9 thôi, nhưng mà khi mình thua toàn bộ nó không chỉ là 1-1 nữa. Vậy thì mình thấy cái cửa đó nó đã hơi khó chơi rồi. Cũng chi ví dụ như chứng khoán cũng vậy, thì khi mà mình đầu tư chứng khoán mà mình thấy cái cửa lên của mình để kiếm á, thì nó ít, mà cái khi mà lỡ có vấn đề gì đó nó mất thì nhiều. Như vậy thì có những lúc mình nên ngồi im không làm gì nữa thì tốt hơn. Nhưng mà để nhìn được những cái điều đó thì thông thường á, một trong những cái mà để mình làm được đó là chúng ta phải rành về vĩ mô. Mà thật ra vĩ mô nó cũng không có gì nhiều. Vĩ mô đợt trước Đức với anh Chí cũng đã chia sẻ cho mọi người một số góc nhìn mà cái khi mà chúng ta để ý về vĩ mô. Thật ra nếu mà ở Việt Nam mình á, thì vĩ mô mình để ý nhiều nhất đó là mình quan tâm đầu tiên là nếu mà để ý các chính sách á, thì chúng ta để ý là ở Trung Quốc. Vì Việt Nam thông thường cái chính sách của mình nó sẽ gần, nó sẽ đi sau chính sách của Trung Quốc đâu đó khoảng chừng 6 tháng cho tới 18 tháng. Đó là khi chúng ta để ý chính sách. Nhưng mà khi mà để chúng ta để ý đến về việc lãi suất, về tiền tệ hay gì đó thì chúng ta sẽ để ý đến Mỹ. Còn lại thì có một cái, đây là cái hôm nay Đức chia sẻ với mọi người. Thì nếu mà những cái bạn nào mà hay liên quan tới trading hay là liên quan tới đầu tư mà commodity, tức là liên quan tới hàng hóa đó, thì chúng ta sẽ rất hay để ý cái khu vực này. Vì khu vực này thì nó sẽ liên quan, nó tác động rất mạnh đến câu chuyện đó là giá dầu. Mà giá dầu nó sẽ tác động tới nhiều thứ khác, cũng giống như giá vàng cũng vậy. Mà giá vàng thì Đức thấy là cái đợt này nó có cái phản ứng rất là mạnh với lại của những cái vấn đề về chính trị như vậy. Nên là Đức cũng muốn dành thời gian một xíu để chia sẻ với mọi người. Bởi vì nếu như mà các anh chị nào để ý thì Đức cũng đã recommend rằng là cái danh mục đầu tư của mình ở đâu đó năm 2024 này và thời gian sắp tới, thông thường á, vàng mình chiếm khoảng chừng 10-20% trong danh mục, nhưng mà những cái thời gian này thì có thể mình tăng nó lên tới tận 30-35%. Đó là cái mà mình nên có vàng trong người. Vậy thì câu chuyện là Israel không kích và tiêu diệt thủ lĩnh của Hamas cách đây hơn một ngày thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái giá vàng sắp tới? Khi mà có tin tức diễn ra cái cuộc không kích của Israel thì giá vàng ngay lập tức bật tăng rất là mạnh, và ở thời điểm hiện tại đang giao dịch ở quanh mức là 2.450. Ở đầu năm các ngân hàng trên thế giới họ nhận định là vàng năm 2024 có thể lên 2.200. Tuy nhiên vào đâu đó khoảng chừng tháng 1, tháng 2 thì vàng đã hơn cái mức đó rồi, và sau đó họ điều chỉnh lại, đó là vàng năm nay có thể lên mức là 2.600. Và ở một số ngân hàng thậm chí còn nhận định cao hơn, đó là lên tới 3.000. Tuy nhiên
đối với câu chuyện là lâu nay nếu mọi người nào có giao dịch vàng thì mọi người sẽ thấy là thực ra là lâu nay trước khi cái chuyện với Israel không kích ở thủ đô Tehran thì thật ra vàng hơi miễn nhiễm với những cái tin tức của liên quan tới chính trị, bởi vì cái động lực lớn nhất của vàng tăng giá của lâu nay mọi người thấy một cái đợt tăng giá rất rất là mạnh của từ đầu năm tới giờ. Từ đầu năm tới giờ vào thời điểm này mọi người thấy là khoảng chừng cứ Đức lấy là mốc khoảng tháng 12, tháng 1 đi. Tháng 1 thì nó nằm mới mầm ở mức vàng ở mức khoảng chừng 2000 thôi. Và nó đã lên tới tận 2467. Và trong một cái bài mà Đức đã từng chia sẻ là thông thường vàng trong khoảng chừng 5 thập niên gần đây trở lại đây thì vàng cái trung bình tốc độ tăng trưởng của vàng một năm á, nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn lạm phát một xíu thôi, thì nằm đâu đó mức khoảng chừng 6-7%. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, thì mọi người sẽ thấy là vàng tới thời điểm hiện tại thì đã tăng trưởng tới 26,69% và bạc đã tăng trưởng tới 21,42%. Tức là so với mức trung bình thì nó đã tăng trưởng hơn 4 lần. Như vậy thì ví dụ thông thường những cái bạn mà hay làm, tức là chúng ta làm gọi là tích sản đó, thì khi mà chúng ta thấy những cái đoạn mà nó tăng trưởng mạnh kiểu này thì thông thường chúng ta sẽ có xu hướng là gì? Ví dụ như mọi người tích sản Vinamilk, mọi người tích sản FPT, mọi người tích sản Hòa Phát. Thật ra tích sản là chúng ta không phải là chúng ta cứ mua lúc nào chúng ta cũng cắm đầu chúng ta mua và mua không biết cái gì hết. Thật ra tích sản chúng ta cũng phải có nguyên tắc quản trị rủi ro. Tích sản chúng ta cũng phải có nguyên tắc là khi nào chúng ta cần phải exit, tức là khi nào chúng ta cần phải thoát ra khỏi vị thế. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu chúng ta cần thoát ra khỏi vị thế. Tức là gì? Ví dụ chúng ta sẽ đặt ra là gì? Khi tôi tích sản loại cái loại tài sản này mà nếu có những điều kiện mà tôi sẽ ra là gì? Một, đây là cái cách của Đức thôi nhé. Một là khi tôi tích sản đủ cái tài sản mà tôi mong muốn, đủ số tiền tôi mong muốn. Ví dụ tôi muốn tích sản số tiền là 2 tỷ để mua chiếc ô tô. Như vậy thì khi nào chúng ta tích sản đủ 2 tỷ thì chúng ta get out ra, chúng ta mua ô tô. Hoặc là chúng ta nói rằng là khi nào tôi tích sản mà cái giá trị tài sản này nó tăng trong một khoảng khắc nào đó mà tổng giá trị nó tăng gấp khoảng chừng 3-4 lần cái lãi suất ngân hàng thì tôi sẽ get out. Thì bởi là khi đó chúng ta, Đức ví dụ, khi đó chúng ta đang tích lũy được 500 triệu. Vậy thì chúng ta gặp một cái trường hợp như vậy, tức là tăng trưởng quá mạnh trong một thời gian so với bình thường mà chúng ta biết. Vậy thì chúng ta làm gì, động tác gì? Đó là chúng ta sẽ chốt hết toàn bộ mà chúng ta ra. Nhưng khi chúng ta ra thì chúng ta lại làm gì? Chúng ta lại bắt đầu tích sản lại trở lại. Tức là 500 triệu đó chúng ta lại chia ra thành 12 lần và chúng ta lại vô vào ở mỗi thời kỳ chúng ta mua đó, chúng ta mua lại bằng một phần ở trong đó. Và số tiền còn lại chúng ta có thể trải qua trái phiếu hay chúng ta chỉ có thể trải qua những loại tài sản khác với những kỳ hạn mà khi nó đáo hạn thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta tích sản lại từ đầu chứ không phải là chúng ta dừng. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu. Như vậy thì câu chuyện là ở cái đoạn này nếu mà khi cái tác động, bây giờ có hai thứ đang đợi chúng ta phía trước, đó là phản ứng của Iran, tức là Iran bắt buộc phải trả thù, nhưng họ trả thù bằng cách nào? Và với cái quy mô trả thù và cái tác động đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá vàng như thế nào? Thì mọi người thấy là khi mà Israel không kích thì nó đang là giá vàng và giá bạc, mọi người để ý giá vàng giá bạc nó đang có xu hướng, thật ra của nó là xu hướng giảm, xu hướng đã ra đang trong xu hướng giảm, nhưng nó vẫn tôn trọng một vài cái ví dụ như MA cái kiểu, nó vẫn đang xu hướng giảm. Nhưng ngay khi có tin tức đó nó đã bật tăng trở lại, nhưng mà trước đó ví dụ những tình hình chính trị trước đó thì nó lại không có tác động nhiều. Vậy thì chúng ta thấy là gì, ở cái đợt này cái sự nhạy cảm của người ta với giá vàng nó tăng lên. Và Đức cũng chỉ chia sẻ cho mọi người một xíu nữa, tức là trước kia chúng ta hay học một cái lý thuyết là chúng ta nói là gì, đó là đô, khi mà đô tăng thì vàng giảm, khi đô giảm thì vàng tăng. Nhưng mà cái đó nó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế khi chúng ta giao dịch chúng ta sẽ thấy điều đó không thực sự đúng. Ví dụ trong thời gian vừa qua thì cả đô lẫn vàng nó đều tăng, và đô hiện tại nó DXY họ vẫn đang cái gọi là nằm ở trên cái số rất là cao. Vậy thì câu chuyện là Iran họ sẽ có hai câu chuyện, đó là Iran họ sẽ phản ứng như thế nào, tức là họ sẽ trả thù như thế nào. Phản ứng của Iran nó có thể gây ra toàn cái gọi là cuộc chiến trong toàn bộ khu vực đó hay nó chỉ ở giới hạn. Và câu chuyện thứ hai là khi Iran phản ứng thì Israel họ sẽ làm gì. Và Israel họ đã rất nhiều lần họ thể hiện là họ đủ khả năng và họ thừa sức để họ có thể mở mặt trận mới. Và lâu nay như mọi người để ý, đó là Israel họ đã dồn quân và họ có dấu hiệu họ sẽ mở mặt trận mới lên về phía, ví dụ bởi vì lâu nay có một nhóm đó là nhóm của Hezbollah.
Hezbollah trên của cao nguyên Golan tấn công họ, là tấn công vào cái cao nguyên Golan của họ. Cho nên là họ đã rất nhiều lần là họ đã dồn quân và họ sẵn sàng họ mở mặt trận mới. Điều đó có nghĩa là gì? Họ sẵn sàng không chỉ dừng lại ở phía bờ Tây mà họ có thể sẵn sàng đối đầu và họ tấn công cả Houthi ở Túc dưới này. Cho nên nó dễ có thể diễn ra đó là cuộc chiến toàn diện ở toàn bộ khu vực này. Nhưng mà Đức nghĩ kịch bản đó là kịch bản ít, bởi vì Iran không có nhiều lựa chọn đến như vậy. Và những cái khả năng của Iran thì gì? Chỉ thông qua những cái phe, những cái gọi là cái proxy của họ ở khu vực này để tấn công Israel, để làm phiền Israel, cũng giống như là những căn cứ của Mỹ ở khu vực này thôi. Còn là họ cũng không có thể mở lớn. Bên cạnh đó thì một nghị sĩ của Mỹ đã đệ trình và yêu cầu là phải có gọi là có biện pháp mạnh đối với là Iran. Mà cái biện pháp mạnh đây đó là chính là có thể là gây chiến tranh với Iran. Vì Iran chính là nguồn cơn gây ra gần như rất rất nhiều vấn đề ở trong khu vực này, và những cái vấn đề liên quan tới cái tuyến đường hàng hải thế giới lớn nhất qua cái đà Suez đây, lâu nay hoàn toàn Houthi mọi thứ, đó là vũ khí của và tấn công những tàu hàng ở khu vực này đều là do vũ khí của Iran tất cả. Vậy thì cái câu chuyện thứ quay ngược trở lại đó là ở cái phần đỉnh cũ của vàng, nó là một cái thứ gì nó rất rất là nhạy cảm, cho nên là khi vàng quay trở lại ở đỉnh cũ này thì nó sẽ phản ứng tương đối là mạnh. Ví dụ như mọi người thấy là bạc lâu nay đã suy yếu đi rồi, bạc đã suy yếu bởi vì cái một trong những cái yếu tố là gì? Đó là cái nhu cầu về đồng, đồng nó cũng đã lâu nay đã giảm gần như là khoảng 20% từ giá 5.1 xuống hiện tại còn có giá 4.1, và đồng cũng đã giảm mạnh. Và thông thường thì giá bạc nó hay di chuyển cùng chiều với giá đồng. Và cái động lực tăng của vàng lâu nay kể từ đầu năm tới giờ, thật ra động lực tăng mạnh nhất của vàng đó chính là ngân hàng trung ương của Trung Quốc mua. Ngân hàng trung ương của Trung Quốc họ mua rất là nhiều. Và đó chính là cái động lực lớn nhất. Và hồi tháng 8, hồi tháng 7, khi mà ngân hàng trung ương Trung Quốc họ nói rằng là họ có thể sẽ tạm dừng mua lại một xíu, thì khi chỉ có một cái gọi là cái tín hiệu họ tạm dừng mua thôi thì ngay lập tức là giá vàng nó đã điều chỉnh rất là mạnh. Nhưng mà sau đó thì họ lại ra tín hiệu rằng là họ sẽ tiếp tục mua, và thậm chí là mua ít nhất là cho tới nửa năm sau. Cho nên là cái thật ra là cái động lực tăng trưởng của vàng từ đó tới giờ mạnh nhất nó không phải là những vấn đề về chiến tranh, về tình hình chính trị, mà đó chính là cái sức mua của chính phủ Trung Quốc cũng như dân Trung Quốc, và bên cạnh đó là Ấn Độ. Thì theo như người ta nghĩ rằng là cái gì? Đó là Trung Quốc họ sẽ dần dần họ sẽ muốn không bị lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ nữa, và họ muốn cái khối BRICS của họ mạnh lên và họ sử dụng đồng nhân dân tệ nhiều hơn. Cho nên họ tích trữ vàng, và một trong những cái mà người ta nghĩ rằng là có thể thôi, đó là Trung Quốc họ mong muốn là lấy lại Đài Loan. Mà khi lấy lại Đài Loan thì với cái chính sách của Mỹ hiện tại, tức là chính sách các chủ đảo hiện tại, thì rất dễ Mỹ sẽ vay hết toàn bộ những cái tuyến đường, tuyến hàng hải quan trọng nhất của Trung Quốc, cũng giống như là giao thương của Trung Quốc đi đến cái khu vực của Trung Đông, tuyến qua El Malacca. Thì Mỹ họ có đầy đủ các cái căn cứ ở nguyên thành cái chuỗi khu vực này, và họ có thể vay hết toàn bộ, vay hàng cái gì đó. Cho nên là lâu nay Trung Quốc họ đầu tư vào những cái cảng ở phía của bên Myanmar, đó là một con đường khác để đi ra của khu vực này. Và người ta nghi ngờ rằng là Trung Quốc có thể tạo ra một cuộc chiến để có thể lấy lại Đài Loan. Thật ra trước đó khi mà Nga phát động cuộc chiến với Ukraine thì người ta nghĩ rằng là sau đó vài tháng Trung Quốc có thể làm. Tuy nhiên sau đó Nga thì họ sa lầy luôn ở Ukraine, và họ bị cái gọi là cái cấm vận nặng nề nhất trong lịch sử. Cho nên là Trung Quốc họ cũng phải nhìn lại cái chính sách đó của họ. Thì vàng với câu chuyện là, tức là Iran họ sẽ làm điều gì để mà có thể trả thù Israel. Thì khi ví dụ như họ làm một cái đòn trả thù gì đó mà nó lớn thì vàng nó có thể tăng lên. Nhưng đỉnh cũ là một cái gì đó mà thật sự nó rất là khó. Mà ở khu vực này nó sẽ mang tính chất nó điều chỉnh. Và khi mà Iran có động thái gì đó thì người ta lại tiếp tục, người ta đóng chờ là Israel sẽ làm gì
để mà tấn công lại hoặc là để phòng vệ lại những câu chuyện đó. Nên là quanh khu vực này vàng rất dễ là nó sẽ giữ một thời gian dài ở quanh đây. Tuy nhiên có một vấn đề khác, đó là cái tình hình kinh tế ở trên thế giới và nhất là những cái số liệu ở Mỹ cho thấy là nền kinh tế nó có những cái bắt đầu là hạ cánh cứng hơn là hạ cánh mềm. Thì khi mọi người biết, lúc nãy Đức đã có gợi ý với mọi người là trong một cái danh mục đầu tư, chúng ta thường có tối thiểu khoảng chừng 10% là vàng. Và trong những thời gian qua thì nó có thể tăng lên tới 30-40%. Vậy thì khi mà nền kinh tế nó có vấn đề gì đó và ảnh hưởng danh mục đầu tư, thì cái đầu tiên luôn luôn người ta nghĩ sẽ là người ta bán vàng ra để tạo thanh khoản cho danh mục. Bởi vì khi mà trong một danh mục á, mọi người bán bất cứ một thứ gì nó đều tạo ra những rủi ro cho cái danh mục của mình hết cả. Nhưng mà vàng thì nó là một gần như một cái loại tài sản mà nó tách biệt. Đức ví dụ, khi mà mọi người ví dụ một cái quỹ trái phiếu ở Việt Nam đi, quỹ trái phiếu của Techcombank đi, mà ví dụ như là cái đợt mà ngân hàng Việt Nam đó cách đây 1-2 năm đó, mà khi mà người ta ồ ạt người ta bán cái quỹ đó ra, thì vì quỹ đó họ muốn có tiền để họ trả cho những cái người mà gọi là bán quỹ đó, thì họ phải làm gì? Họ phải bán một lượng trong trái phiếu của họ ra. Đức ví dụ thôi nhé, một cái trái phiếu hiện tại đang là giá 10.000, nhưng mà bây giờ bởi vì bạn có nhu cầu bán ra quá cho nên bắt buộc bạn phải bán rẻ hơn. Bạn bán là bạn bán phải giá là 8.000. Vậy thì bạn đang sở hữu 1.000 cổ phiếu, 1.000 cái loại trái phiếu đó, bạn chỉ bán 10 trái phiếu giá 8.000 thôi, thì cái toàn bộ danh mục của bạn còn lại của 1.000 trái phiếu kia đều phải định giá là 8.000 với cái giá bạn vừa bán ra. Và điều đó nó cũng đúng với lại nhiều loại tài sản khác. Cho nên là khi có vấn đề gì đó thì cái đầu tiên, cái lựa chọn để mà tạo ra thanh khoản cho những cái gọi là những cái danh mục của mình, thì lựa chọn đầu tiên luôn luôn đó là vàng. Bởi vì vàng nó không có những cái tác động như Đức vừa chia sẻ. Cho nên là gì? Dễ là ở quanh cái khu vực này vàng nó sẽ trồi sụt rất là mạnh. Nó sẽ về xu hướng lâu dài thì vàng nó sẽ cũng sẽ luôn đi lên. Bởi vì quan trọng là gì? Đó là lạm phát thì nó là luôn luôn nó là cái gắn với là cái chính phủ, cho nên là bản chất vàng nó giữ giá nó luôn lên. Nhưng mà ở quanh khu vực này nếu mà chúng ta trading thì nó cực kỳ là rủi ro, bởi vì cái phần đi lên này chúng ta không biết năm nay nó còn bao nhiêu. Bởi vì năm nay nó đã tăng trưởng tương đối là mạnh rồi, như lúc nãy Đức chia sẻ, năm nay nó đã tăng tới tận 26,69, tức là đâu đó gấp hơn 4 lần so với bình thường. Cho nên là cái cửa là upside nó vẫn còn, nhưng mà cái cửa downside thì đôi khi nó còn lớn. Cho nên ở quanh khu vực này Đức không khuyến nghị là nếu mà chúng ta trading vàng thì Đức không khuyến nghị lắm. Nhưng mà đối với tình hình của Việt Nam chúng ta hiện tại mà mọi người tích sẵn vàng thì Đức thấy không có vấn đề gì mà chúng ta không thể tích được hết cả. Những cái của chính sách của nhà nước đối với lại vàng SJC hay gì đó, Đức nghĩ là điều đó tốt. Bởi vì cái vàng SJC lâu nay bản chất thực ra là vàng nào nó cũng là vàng hết cả. Và lý do tại sao Đức nói là lúc nào mọi người cũng nên phải có vàng vật chất ở trong người. Bởi vì cho dù là trong thảm họa, thiên tai, chính trị, chiến tranh hay bất cứ thứ gì, thì vàng nó là đơn vị tiền tệ thực sự trên thế giới. Và vàng nó luôn được chấp nhận ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cho nên là chúng ta luôn phải có ít vàng, ít nhất là vàng vật chất chúng ta lạnh lưng ở trong người. Còn bên cạnh đó, những bạn đang sinh sống ở nước ngoài hoặc là những bạn ở Việt Nam mình mà có những cái khả năng mà các bạn giống như là khi các bạn trading crypto vậy đó, thì chúng ta nên có một xíu ETF vàng và một xíu ETF bạc. Và Đức khuyến nghị cho mọi người đó là cái ETF vàng, ETF bạc của BlackRock, tức là cái quỹ mà iShare đó, thì cái đó là cái bởi vì tại sao chúng ta nắm ETF. Vì ETF khi mà chúng ta nắm vàng gọi là chúng ta giao dịch vàng á, chúng ta sẽ bị mất một cái phí, đó là những cái phí qua đêm. Nhưng mà khi chúng ta nắm ETF thì chúng ta không bị phí qua đêm, cho nên chúng ta có thể nắm lâu dài được. Và cái thứ hai là khi chúng ta mua những cái vàng ở trên những cái sàn đó thì nó có rất nhiều rủi ro. Rủi ro đầu tiên đó là rủi ro về đòn bẩy, bởi vì vàng và bạc á, cái đòn bẩy nó rất là lớn trên ở những cái sàn đó, cho nên ngoài phí qua đêm thì chúng ta bị phí giao dịch cũng giống như cái đòn bẩy chúng ta rất lớn. Nên là khi có những cái biến động lớn rất dễ nó gây cháy tài khoản chúng ta, và thậm chí các sàn đó họ cũng sẽ có những cái động tác của họ để mà can thiệp vào đó. Ví dụ khi mà nó có thể ảnh hưởng tới cháy tài khoản của mình thì lúc đó mọi người thấy là mình nạp tiền nó rất là khó khăn. Nên là câu chuyện là nếu những bạn nào ở Việt Nam mà chúng ta mua vàng theo kiểu tích sản và cái tài sản đó chúng ta chưa cần đến, thì mọi người cứ mua đều đặn, không vấn đề gì hết cả. Mình cứ mua đều đặn. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi vàng giống như là một cái gì đó để chúng ta gọi là trading đầu cơ thì hiện tại Đức không khuyến nghị. Bởi vì hiện cái giá, cái gọi là spread đó,
giá chênh lệch mua bán vàng của Việt Nam chúng ta nó còn tương đối lớn. Cho nên là cái đó là cái rủi ro của mình. Cũng giống như là ở khi mà chúng ta giao dịch vàng ở nước ngoài, ở trên các sàn, cái trading cũng vậy, thì cái cửa upside nó vẫn còn chứ không phải là không còn, vì có những ngân hàng họ nhận định tới 2006. Nhưng mà với cái kinh nghiệm xương máu của Đức ở trên thị trường chứng khoán, trên thị trường crypto cũng giống như là trên commodity, thì khi mà người ta đưa ra một cái mức Đức ví dụ 2006, thì ở cái mức khoảng chừng 2450 hay là 2500 là các bạn đã nên chốt lời rồi, nhét tiền vào trong túi, và sau đó chúng ta nếu muốn chúng ta có thể bỏ ra một phần lại, chúng ta tích sản lại. Bởi vì họ đưa ra 1600 đó là cái mức là gì? Ví dụ như trong chứng khoán cũng vậy, target ví dụ như là của Vinamilk là 190, thì đâu đó là họ, tức là gì, họ kích cái lòng tham chúng ta để chúng ta giữ đến đó. Nhưng mà ở khoảng đâu đó ở vùng giá 80-85 là họ đã bắt đầu họ phân phối rồi. Nhưng mà khi họ phân phối thì bởi vì nguyên tắc của phân phối không bao giờ mà họ sẽ bán cùng một lúc, mà họ sẽ là bán tay trái và họ mua lại một phần tay phải, bán tay trái một phần tay phải. Nhưng mà khi họ cần phân phối thì họ bán nhiều hơn là họ mua. Và bởi vì Việt Nam chúng ta trên thị trường chứng khoán chúng ta có cái phiên là phiên ATC, cho nên phiên ATC là cái phiên để mà họ làm lại cái giá họ cần rất là dễ. Nên là cái đó là cái chúng ta để. Cho nên là khi mà chúng ta có một cái giá mà đâu đó chúng ta nghe rumor hay gì đó, thì mọi người nên là chúng ta phải bán trước cái giá đó đâu đó ít nhất là 10-15%, thậm chí là 20%. Và đừng tham câu chuyện là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ăn đến đó thôi được rồi, thôi nhường lại phần cho người khác họ ăn với, người khác họ tới sau họ ăn với, và chúng ta cảm thấy như vậy là được rồi. Thì mọi người thấy năm nay mà nếu mà chúng ta gọi là mua vàng, chúng ta không có làm gì hết, thì chúng ta đã kiếm được khoảng chừng 20-mấy% rồi. Ví dụ như mọi người lấy 25%, 25% chúng ta lấy 72 chia 25, nguyên tắc 72 đó mọi người, thì đâu đó khoảng chừng 3 năm chúng ta đã nhân đôi tài sản rồi, đúng không? Cho nên là con số là khoảng chừng 20-25% là con số nó quá đẹp ở một năm rồi. Nên là đôi khi ví dụ bây giờ mới đang là tháng 7, tháng 8 thì hãy biết cách hài lòng với nó, chúng ta dừng lại ở đó thôi, nó là được rồi. Các đừng có tham. Bởi vì đôi khi chúng ta sẽ nghe nói là nhân đôi, nhân 3, nhân 4 tài khoản. Nhưng mà câu chuyện là 10 trừ 1 bằng 0, tức là cái tài sản của mình, cái danh mục của mình đó, mình thắng được rất nhiều lần, nhưng mà chỉ một lần mình thua thôi, nó mất hết toàn bộ tài sản của mình. Nhưng mà ví dụ chúng ta tích tắc, mỗi năm chúng ta kiếm được 15-20%, thật ra 15-20% đều đặn, lãi kép lên nó kinh khủng lắm mọi người. Ví dụ mà chúng ta trading và chúng ta nhắm đến chuyện là hai cái phản ứng, đó là phản ứng của Iran sẽ làm gì để trả đũa, và sau đó Israel sẽ làm gì để trả đũa. Và chúng ta sẽ nghĩ rằng là tất cả những thứ này liệu nó có sẽ leo thang hay không, leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực hay không. Nếu kịch bản biến thành một leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực thì vàng nó sẽ lên, Đức nói nó không phải là 2000 mấy, 2006 nữa, mà nó sẽ lên 3000 mấy. Nhưng với cái tình hình kinh tế chính trị ở trên thế giới, và nhất là ở Israel, trong lòng Israel trải qua một cuộc chiến mà họ cũng đã thiệt hại tương đối là nhiều và hao hụt về tài sản mọi thứ. Và mọi người biết rằng là Israel để giữ được chiến đấu đó bắt buộc họ phải có sự ủng hộ của Mỹ, cũng giống như là tiếp tế của Mỹ. Nếu không, Israel họ đánh một thời gian là họ sẽ hết vũ khí, họ sẽ không còn cái thứ gì hết cả. Nên bắt buộc họ có Mỹ. Và Mỹ thì tháng 11 này đã là ngã ngũ cái, gọi là đi vào cái bầu cử rồi. Và nó sẽ ngã ngũ là cái tổng thống nào lên. Và hiện tại thì Kamala Harris hoặc là ông Trump. Cho nên là người ta cũng sẽ không muốn Israel là họ sẽ làm quá ở khu vực này. Cho nên là Đức nghĩ rằng là giá vàng nó có thể tăng khi mà Israel họ tấn công, họ phản công ở đó, Iran họ trả thù, cũng giống như là Israel họ cũng sẽ tấn công lại. Nhưng mà Đức nghĩ là nó cũng sẽ, cái phần tăng nó không còn quá nhiều. Còn cái phần điều chỉnh, ví dụ năm 26% rồi, nó có thể điều chỉnh xuống đâu đó khoảng chừng 6% để về lại khoảng chừng tổng năm nay khoảng 20%, là chuyện đó kịch bản nó vẫn có thể xảy ra. Giống như bạc, mọi người thấy thật ra bạc lâu nay nó đã gần như nó confirm là nó đi vào trong cái gọi là nó đi vào downtrend lại rồi, nhưng mà bởi vì cái giá vàng nó tăng mạnh nên là nó kéo bạc tăng, nó tăng trở lại thôi. Nhưng mà thấy đó, bạc nó tăng được một phiên và bây giờ nó đã giảm xuống lại rồi. Đó là cái mà Đức muốn chia sẻ với cả nhà mình ngày hôm nay, rằng là nếu trading thì chúng ta có thể một xíu tát nước theo mưa ở đây, đó là chúng ta xem là Iran họ làm chuyện gì. Và Đức nghĩ rằng là Iran sẽ, tức là ông tuyên bố rất là nhiều, đó là sẽ tấn công trực diện mọi thứ. Nhưng mọi người thấy rồi đó,
giữa hai nước này họ cách nhau tới khoảng chừng hơn 1.600 cây số, và với năng lực của Iran hiện tại thì họ thực ra không có nhiều lắm lựa chọn để mà có thể tấn công hiệu quả Israel. Nhưng mà ngược lại thì Israel với cái năng lực của họ thì họ cũng không có thể làm quá nhiều với Iran, và họ cũng không nhất thiết họ cần thiết họ phải làm cái điều đó. Đức nghĩ rằng là cái này nó sẽ không có thể gây ra một cuộc chiến toàn diện ở khu vực này đâu. Đồng ý rằng hai bên cũng sẽ có đòn thù trả qua trả lại bằng các loại tên lửa với nhau mà thôi. Nên là cái tác động của giá vàng cũng giống như là dầu. Đức nói qua sơ một xíu về giá dầu. Thật ra nếu ở trong tình trạng khác nha cả nhà, thì với câu chuyện là Israel và Iran như vậy thì giá dầu nó đã lên tới nóc rồi, nó đã chạy rất là kinh khủng rồi. Nhưng giá dầu lâu nay vẫn đang lèo quanh ở khu vực khoảng chừng 77 thôi. Và mọi người thấy đỉnh của giá dầu trước đó nó đã từng lên tới 90 mấy, hoặc là ví dụ như năm nay giá dầu nó đã lên tới gần 90 ở trên này, mà hiện tại gần như là nó đang confirm trong cái là nó downtrend. Câu chuyện này thể hiện điều gì? Trước đó những cái quốc gia dầu mỏ họ đã cắt giảm sản lượng dầu mỏ rất mạnh để mà giữ giá bán của họ, nhưng mà dầu mỏ là vẫn tiếp tục tăng, tiếp tục giảm. Điều này thể hiện điều gì? Thể hiện một điều, đó là nền kinh tế thế giới đang yếu đi rất nhiều, và đặc biệt là những quốc gia như là Trung Quốc. Cho nên là cái sự tiêu thụ, tức là cái cầu của dầu hiện tại đang tương đối thấp, dẫn đến là giá dầu nó vẫn đang có xu hướng là đi xuống. Chứ không, nếu mà bình thường mà chỉ cần nghe một cái chuyện mà liên quan tới Israel hay Iran ở khu vực này thì giá dầu nó đã lên, nó phi lên rất là mạnh. Nên là giá dầu đó nó tăng lên một buổi xong hôm nay nó lại quay trở lại phiên giảm, và bạc nó cũng vậy. Chỉ có vàng là gì? Vàng họ vẫn tiếp tục là họ giữ trading, gọi là giữ ổn định trên vùng 2004, đôi khi là điều chỉnh đâu đó trên xuống một xíu thôi. Nên là cái đó là cái mà Đức muốn chia sẻ với cả nhà về tình hình của Trung Đông, tình hình của Iran với Israel, cũng giống như là giá vàng như từ giờ tới cuối năm. Thì Đức hy vọng là những người mà chúng ta đã có được một cái số nào đó đủ rồi. Bởi vì từ giờ tới cuối năm, những cái biến động và theo như cái góc nhìn của Đức, Đức đã chia sẻ rất nhiều lần từ đầu năm, giống như là cái ở giữa năm đó, thì cái thị trường ví dụ chứng khoán hay các thị trường đó, cái xu hướng là người ta đang rút dòng tiền ra khỏi thị trường rất là mạnh. Tức là cứ làm ra tin, ví dụ MWG tăng, Vinamilk lợi nhuận khủng, Hòa Phát lợi nhuận khủng các kiểu, và họ cứ đưa ra tin xong đẩy lên được một xíu là đầu là họ bán, đẩy lên một xíu là bán. Tức là cái dòng tiền rút ruột hiện tại rất mạnh, và cái dòng rút FII, tức là cái đầu tư gián tiếp Việt Nam á, thì nước ngoài họ vẫn tiếp tục bán ròng 18-19 tháng rồi. Đó. Câu chuyện là hôm sau nếu có thời gian Đức sẽ chia sẻ mọi người một xíu về đường cong lãi suất của Mỹ, mà Đức sẽ nhấn mạnh với mọi người đó là có những người họ đang nhìn thấy câu chuyện gì đó mà chúng ta không thấy, cho nên mới có cái đường cong lãi suất hiện tại giống như ở Mỹ hiện tại, đó là đường cong âm đó. Cái câu chuyện đó là Đức nghĩ rằng ở phía trước này không phải là phục hồi giống như là có nhiều kịch bản, mà Đức nghĩ rằng là trực chờ tối thiểu là suy thoái ở phía trước. Còn nếu không thì nó có thể dẫn ra là những cuộc khủng hoảng. Mà nếu khủng hoảng xảy ra thì cái năm 2008 á, so với bây giờ nó chỉ là nước cống mà sóng sánh với đại dương mà thôi. Cho nên là cái cuộc chơi này Đức nghĩ rằng là cuộc chơi của phòng vệ, cuộc chơi của đảm bảo dòng tiền cho bản thân và gia đình, tập trung vào cái công việc của mình hơn là mình mong muốn kiếm được gì trên thị trường. Còn đối với những người mà tiền đó của mình hoàn toàn nhàn rỗi và mình chưa có nhu cầu gì hết cả trong vòng vài năm tới, thì cứ túc tắc lụm vàng theo đều đặn, không vấn đề gì phải lo. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, và hy vọng là cả nhà mình sẽ có những giây phút đầu tư nó thật sự là nó phải bình an. Nhớ rằng đầu tư phải bình an, bởi vì muốn hay không, giấc ngủ và cuộc sống của mình là thứ nó quan trọng hơn rất nhiều. Đầu tư để mình kiếm được tài chính nó vững mạnh hơn, để bình an cuộc sống mình. Mà ngay khi mình đầu tư mình đã đánh mất cái bình an đó rồi thì nó chúng ta đang tiếp cận ngược. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nếu mà cả nhà mình có câu hỏi gì có thể chia sẻ thì có thể chia sẻ ở đây, hoặc có thể gửi tin nhắn cho Đức, hoặc là ví dụ như chúng ta có thể giao lưu với nhau và gặp lại nhau trong các buổi khác. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu chương trình đã mang lại giá trị gì đó cho mình, hãy like và chia sẻ chương trình đến cho bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.